Xin chào bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp trên nhãn nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đua của Đức Sava High Speed, được trang bị full một bộ group Shimano 105 vành DT Swift của Thụy Sĩ. Đấy, khung full carbon, nước sơn nguyên bản. Size 3 Sava High Speed, nước sơn đỏ trắng thể thao. Còn là dòng xe đua của Đức, rất là nổi tiếng về những chiếc khung carbon chắc chắn. Công nghệ carbon được ghi trên đây. Nguyên bản do là đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là nó xuất hiện những vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn nhìn về tổng thể chiếc xe thì như các bác thấy trên hình là chiếc xe còn cái độ mới nó rất là cao, khoảng 90%. Cặp vành 700C của DT Swift rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Mây như cối đổ. Được trang bị full một bộ group Shimano 105. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 47 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m61-62. 71, 72 đi là phù hợp. Bộ đèn 105 cho 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Nó 22 tốc độ khác nhau. Cửa hàng em đang bán chiếc xe này với giá là 18.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác kể hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận thêm vào những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.